Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng chú hề ST làm bóng nghệ thuật. Và trước khi vào bài tập ngày hôm nay, chú hề ST muốn chia sẻ một điều. Đó là vì một số lý do về nguyên tắc cộng đồng của YouTube nên kênh ST Kids TV nay sẽ đổi tên thành chú hề ST các bạn nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể tìm bằng từ khóa chú hề ST trên YouTube là sẽ ra. Và các bạn nào đã đăng ký thì cũng đừng ngạc nhiên nhé, vì chú hề ST là tên kênh mới được đổi. Xin cảm ơn các bạn. Và chúng ta vào bài tập ngày hôm nay hướng dẫn làm con sư tử. Để làm được con sư tử, chúng ta cần có 5 quả bóng màu vàng, 2 quả bóng màu nâu và 1 quả bóng màu trắng, 1 quả bóng màu đen. Tổng cộng chúng ta cần có 9 quả bóng các bạn nhé. 9 quả. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái đầu của con sư tử. Quả bóng vàng chúng ta sẽ thổi lên khoảng nửa quả bóng. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái khóa hai ngón tay ở đây. Cái mẫu sư tử này là mẫu khó nên các bạn tập trung chú ý các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay, một cái khóa hai ngón tay, tiếp tục một đoạn bốn ngón tay, cái khóa hai ngón tay. Đến đây chúng ta không làm khóa nha. Để ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một đoạn ba ngón tay, thêm một đoạn nữa ba ngón tay, và chúng ta quấn chung vào đây. Tiếp tục chúng ta tạo một quả nho hai ngón tay và một đoạn ba ngón tay, quấn vào đây. Đến đây chúng ta tạo một đoạn bốn ngón tay bằng cái đoạn này, ta quấn vào đây nhé. Đến đây chúng ta sẽ làm tương tự, một đoạn ba ngón tay và một cái khóa một cái quả nho hai ngón tay. Và chúng ta tập trung vào đây. Bây giờ chúng ta dùng kỹ thuật lật bóng. Đây, chúng ta bóp sát hai đầu này lại với nhau và chúng ta lăn. Sau đó chúng ta nhét quả này vô trong khe này. Chứ này chúng ta ngắt. Không sao các bạn, chúng ta ngắt bỏ vào. Phần thứ nhất đã xong. Bóng vàng thứ hai chúng ta cũng thổi lên nửa quả bóng. Đến đây các bạn để ý nha, chúng ta dùng tay bóng, chúng ta sẽ cột vào đây. Chúng ta nhét trở lại. Bây giờ chúng ta tạo một đoạn ba ngón tay. Đây. Cắm chung vào đây. Đến đây chúng ta tạo một đoạn năm ngón tay.
sẽ nọt tải. Đây một quả, 4 con tải. Đây một quả, 4 con tải. Đặt quả vào đây. Tiếp tục ở đây một đoạn, 5 con tải. Đến đây chúng ta tạo một quả nho khoảng một ngón tay ở đây, và chúng ta tạo hai cái quả, một quả hai quả. Chúng ta sẽ luồn hai quả này vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng quả bóng màu trắng này để làm mắt cho con sư tử. Đây. Ok. Chúng ta làm hai quả nho tròn. Hai ngón tay. Bóp mềm các bạn nha. Và chúng ta cột lại. Khi chúng ta cột như thế này thì con mắt của chúng ta sẽ tròn hơn. Đây không phải làm khóa các bạn nhé. Chúng ta xoắn có chừa một quãng hở, tiếp tục tạo một quãng hàng tải. Làm sao cân đối nhau được các bạn nhé. Rồi, đến đây các bạn. Đây, cột lại. Vậy là chúng ta có hai con mắt cá luôn vô đây. Tiếp theo, chúng ta dùng quả bóng màu nâu, chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Ok. Quả bóng màu nâu này, chúng ta sẽ cột vào cái tay này. Và chúng ta vòng một vòng từ đây qua đây. Nhờ, chúng ta vòng giữa hai này nha. Tiếp theo chúng ta tạo 1, 2, 3 quả nho, mỗi quả hai ngón tay. Chúng ta làm ngược lại, ba quả nho mỗi quả hai ngón tay. Tiếp tục ta làm thêm một lần nữa, lần này chúng làm bốn quả nho mỗi quả hai ngón tay. Như là chúng ta nhé. Bỏ. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu đen này lên một đoạn nhỏ thôi. Cái này các bạn nhé, cột lại. Chúng ta dùng cái tay bóng này
của cô này. Đây ta vào quả để khoảng nửa quả này chúng ta cho ra nhé. Chúng ta vẽ mắt cho sư tử nhé. Ok, vậy là chúng ta hoàn thành cái đầu của con sư tử. Chúng ta sẽ làm cái thân của con sư tử các bạn nhé. Làm thân của con sư tử rất là đơn giản, tương tự thân của con chó ở những video trước chú Hề ST đã hướng dẫn các bạn làm. Và bây giờ chú Hề sẽ làm nhanh hơn một chút các bạn nhé. Chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng, khoảng màu vàng. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng 8 ngón tay. Rất là và tạo ra một đoạn 8, 9 ngón tay tương tự, dài hơn 3 ngón tay. Đây chúng ta tạo hai khóa, mỗi khóa hai ngón tay. Quả mà tiếp theo chúng ta thổi lên được quả. Đây chúng ta làm một đoạn tổng 3 ngón tay. Chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Một khóa, 2 ngón tay. Một khóa, 2 ngón tay. Một khóa, 2 ngón tay. Một đoạn 4 ngón tay. Một khoảng nhỏ, 2 ngón tay. Một đoạn 2 ngón tay. Một vòng tròn 5 ngón tay. Và 1 và 5 ngón tay. Đấy, chúng ta nhắc lại. Các bạn nhìn có quen không? Đây là cách làm hai chân sau của con chó. Video hướng dẫn làm con chó cho hệ ST đã hướng dẫn kỹ. Đấy các bạn, không theo kịp các bạn có thể quay lại coi video hướng dẫn làm con chó các bạn nhé. Vì cái video làm sư tử này quá dài nên chú ST sẽ hướng dẫn làm cái này nhanh. Ngược lại. Một bằng hai tay. Bốn tay. Bốn tay. Đến đoạn này chúng ta sẽ ráp vào cái đầu của con sư tử các bạn nhé. Và chúng ta sẽ ráp vào hai khóa này. Chúng ta sẽ luồn hai khóa này qua đây. Ok. Quả bóng vào này chúng ta thổi lên nửa quả bóng. Chúng ta sẽ tạo 3 cái khóa làm 3 cái bóng chân của con sư tử các bạn nhé. Đây này, chúng ta sẽ gắn vào đây.
đó, sao cho cân đối. Đây, để chúng ta cuốn vào đây các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đo đây. Chúng ta cũng xả 3 khóa rồi. Nâu còn lại chúng ta làm cái đuôi các bạn nhé. Đuôi chúng ta thổi dài ngắn tùy các bạn. Đây mình làm cái đuôi như thế nào. Cái này thôi. Còn đuôi chúng ta ngắt nhé. Dùng kỹ thuật chuyển hơi chuyển lên. Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành mẫu sư tử, con sư tử các bạn nhé. Mẫu con sư tử này tuy là khó nhưng chúng ta cũng sẽ làm được. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST đấy nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.